Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Tại lễ trao giải Liên hoan phim Cannes được diễn ra tại Pháp vừa qua, có rất nhiều tác phẩm đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã được vinh danh. Tuy nhiên, có lẽ đáng chú ý nhất là giải Cánh Cọp Vàng đã được trao cho tác phẩm Parasite hay Ký Sinh Trùng của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho. Nhiều tác phẩm đã được vinh danh tại lễ trao giải Liên hoan phim Cannes 2019 tại Pháp vào ngày 26 tháng 5 vừa qua. Trong đó, đáng chú ý nhất là giải Cánh Cọp Vàng được trao cho tác phẩm Parasite hay Ký Sinh Trùng của đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon-ho. Phát biểu tại lễ trao giải, vị đạo diễn tài năng này cho biết đây là chiến thắng có ý nghĩa lớn bởi đây cũng là dịp kỷ niệm 100 năm nền điện ảnh Hàn Quốc. Cannes đã dành cho chúng tôi một món quà rất lớn. Không chỉ là tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Cánh Cọp Vàng mà bộ phim còn giúp cho điện ảnh châu Á giành được giải thưởng danh giá này 2 năm liên tiếp sau Shoplifters của Nhật vào năm 2018. Parasite là tác phẩm thuần Hàn đầu tiên sau 10 năm của đạo diễn Bong Joon-ho, có nội dung kể về hai gia đình có hoàn cảnh trái ngược nhau về địa vị và tài chính, tình cờ gặp nhau sau một biến cố không ngờ. Bộ phim sẽ đến với khán giả Việt Nam vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Trong khi đó, tác phẩm Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino vốn là một ứng cử viên nặng ký của Liên hoan phim Cannes lần này, cụ thể hơn là cho giải Cánh Cọp Vàng, lại trắng tay ra về dù nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trước khi trao giải Cánh Cọp Vàng, Chủ tịch Hội đồng Ban giám khảo Alejandro González Iñárritu cho biết hội đồng đã xem xét các bộ phim từ các đạo diễn kỳ cựu ở mọi thể loại, đồng thời nói thêm, chúng ta đang sống trong thời đại nền dân chủ đang bị đánh mất dần. Thế nhưng, quyết định lần này của hội đồng là hoàn toàn dân chủ. Giải thưởng trao cho Parasite là sự nhất trí của tất cả mọi người. Giải thưởng quan trọng thứ hai tại Liên hoan phim Cannes là Grand Prix được trao cho Atlantique của Mati Diop, nhà làm phim người Senegal. Theo chia sẻ của cô với tờ Deadline, tôi muốn kể lại hiện thực về một thế hệ người Senegal qua câu chuyện về cô gái từ Senegal đến Tây Ban Nha. Chỉ vài người đến được nơi đó, còn hàng nghìn người chết trên biển. Điều đó đã tác động rất lớn tới tôi. Bên cạnh đó, danh sách giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Cannes gồm có giải đạo diễn được trao cho Jean-Pierre và Luc Dodin trong Young Ahmed. Giải nam diễn viên xuất sắc thuộc về Antonio Banderas trong Pain and Glory. Giải nữ diễn viên xuất sắc dành cho Emily Beauchamp trong Little Joe. Kịch bản xuất sắc trao cho Portrait of a Lady on Fire của Celine Sciamma. Và Jury Prize thuộc về Bacurau, Kleber Mendoza-Filho và Giuliano Donales cùng với Les Miserables. Khi nhắc tới Bong Joon-ho, các bạn nhìn tác phẩm nào đầu tiên vậy? Memories of Murder, The Host hay Mother? Hay đó là một tác phẩm hoàn toàn khác? Hãy cho chúng mình biết trong phần comment ở phía bên dưới nhé. Sau 44 ngày quay tại Huế và tại Quảng Nam, bộ phim Mắt Biếc cuối cùng đã chính thức đóng máy và sẽ sớm ra mắt khán giả toàn quốc. Mới đây, khán giả không khỏi háo hức khi nhà sản xuất đã công bố những hình ảnh đầu tiên về bộ phim. Mắt Biếc, phim chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh chính thức đóng máy. Với mong muốn đưa người xem trở về thập niên 60-70 của thế kỷ trước, đạo diễn Victor Vũ cùng ekip đã tái hiện thành công những khung cảnh mang đậm nét hoài cổ như trường nữ sinh, làng Đo Đo, chợ quê và nhà ga xe lửa. Đồng thời, trong loạt ảnh mới được ra mắt, những hình ảnh thơ mộng của Huế và Quảng Nam cũng được lột tả qua những tà áo dài thiếu nữ duyên dáng và còn rất nhiều những hình ảnh khác. Với những bộ phim lấy phong cách retro làm chủ đạo như Mắt Biếc thì việc lựa chọn bối cảnh là không hề dễ dàng do hạn chế về trường quay chuyên nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, toàn bộ ekip đã cố gắng khắc phục những hạn chế ấy để phục dựng lại bối cảnh của phim cho phù hợp với nguyên tắc gốc. Dành cho những bạn nào chưa biết thì tác phẩm gốc Mắt Biếc là chuyện tình đẹp và buồn nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kể về hành trình trưởng thành của Ngạn và Hà Lan, từ tình bạn đến tình yêu, của những ngã rẽ cuộc đời và cả những sự hy sinh. Trước đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng hợp tác với đạo diễn Victor Vũ trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh vào năm 2015. Bộ phim không chỉ đạt được thành công vang dội tại vòng vé mà còn gặt hái được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước, tiêu biểu như giải thưởng phim hay nhất tại Silk Road và 4 giải thưởng khác tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Với những thành công trước đó cùng sự góp mặt của hai diễn viên trẻ tài năng là Trần Nghĩa trong vai Ngạn và Trúc Anh trong vai Hà Lan, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng Mắt Biếc sẽ đem đến cho khán giả một trải nghiệm trở lại tuổi thanh xuân đáng nhớ. Liệu Mắt Biếc có thể đạt thành công vang dội như Tháng Năm Rực Rỡ không? Hãy chờ đợi cùng Phê Phim nhé! Tiếp theo, hãy cùng mình đến với những lời giải thích của diễn viên chính về tác phẩm có thể coi là thảm họa Hellboy mới được lên sóng vào tháng trước. David Harbour lý giải thất bại ê chề của Hellboy. Sau màn ra mắt thiếu ấn tượng nhất của năm 2019, diễn viên chính của bộ phim Hellboy, David Harbour cuối cùng cũng phải lên tiếng để giải thích cho mớ hỗn độn đó. Trả lời phỏng vấn với Digital Spy tại sự kiện MCM Comic Con ở London vào thứ Bảy tuần trước, David Harbour chia sẻ: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có quá nhiều người tham gia vào tác phẩm lần này nên nó đã không thể thành công. Tôi cũng đã làm hết sức và thấy tự hào về sản phẩm của mình, nhưng sự thật là tôi không có quyền kiểm soát các khía cạnh khác của tác phẩm." Nếu như hai phần Hellboy gốc của Guillermo del Toro chỉ có 3 người tham gia sản xuất, thì phần Hellboy 2019 đã có tới tận 8 người chịu trách nhiệm sản xuất khác nhau.
Trước đó vào tháng 4, nhiều thông tin xác nhận rằng diễn viên David Harbour đã to tiếng với đoàn làm phim trên phim trường, thậm chí anh còn bỏ hẳn set quay và từ chối không quay thêm cảnh nào nữa. Trái ngược với David Harbour, bạn diễn của anh, nữ diễn viên Mila Jovovich đã lên tiếng để bảo vệ cho Hellboy, thẳng thừng gọi nhận xét của giới phê bình là bất công và thiếu khách quan. Hiện tại, Hellboy 2019 đang có số điểm là 5,4 trên 10 từ gần 20.000 khán giả trên IMDb, 16% Rotten Tomatoes và 2,3 trên 10 từ những thành viên của phêphim.vn. Tiếp theo, hãy cùng mình đến với phần điểm báo. Quản lý cũ của Stanley bị bắt giữ. Vào thứ Bảy tuần trước, ngày 25 tháng 5, Kia Morgan, cựu quản lý của cố nghệ sĩ Stanley đã bị Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles bắt giữ. Sở Cảnh sát đã xác nhận rằng, trong thời gian làm quản lý của Stanley, hắn đã có những hành vi vi phạm pháp luật như giam giữ người lớn tuổi trái phép, ba cáo trạng ăn cắp từ người lớn tuổi hoặc từ người phụ thuộc, làm thất thoát $100,000 tiền của khách hàng và một cáo trạng liên quan tới bạo hành người lớn tuổi. Hiện tại, Kia Morgan vẫn đang bị giam giữ tại Sở Cảnh sát với mức tiền bảo lãnh là $300,000. Harrison Ford không nghĩ Chris Pratt có thể thay thế ông. Trả lời phỏng vấn với tờ báo The Today Show đầu tuần, khi được hỏi rằng năm tài tử nào sẽ thích hợp nhất để thay thế ông, diễn viên gạo cội đã trả lời rằng không ai có thể trở thành Indiana Jones cả, hiểu không? Tôi là Indiana Jones. Khi tôi ra đi, anh ấy sẽ ra đi. Đơn giản vậy thôi. Ông Harrison Ford đã phủ nhận hoàn toàn tương lai của Chris Pratt trong chuỗi phim truy tìm kho báu lừng danh khi nói, tôi xin lỗi anh chàng ạ. Indiana Jones phần 5 được đạo diễn bởi Steven Spielberg dự kiến sẽ phát hành vào mùng 8 tháng 7 năm 2021. Spirited Away được công chiếu ở Trung Quốc. Sau hơn 20 năm trì hoãn, cuối cùng Spirited Away cũng được Cục Điện ảnh Trung Quốc thông qua để công chiếu tại đây. Với nội dung hấp dẫn về vùng đất linh hồn và ý nghĩa sâu sắc qua cuộc phiêu lưu của Chihiro, phim đã đoạt giải hoạt hình xuất sắc tại Oscar năm 2003 và cho đến nay vẫn luôn là niềm tự hào của điện ảnh Nhật Bản. Phim sẽ được khởi chiếu tại Trung Quốc từ ngày 21 tháng 6 sắp tới. Những tiết lộ mới về Stranger Things Season 3. Chia sẻ tại MCM Comic Con, London vào thứ Bảy tuần trước, diễn viên David Harbour đã hé lộ một vài thông tin thú vị về Stranger Things mùa 3. Cụ thể, mối quan hệ giữa cảnh sát trưởng Jim Harper và Eleven sẽ không khác gì mối quan hệ cha con thông thường. Jim sẽ bắt đầu mùa 3 hơi khó chịu một chút vì Eleven đang tới tuổi giờ giờ ương ương, cũng như đang ngày càng khám phá thêm về sức mạnh của mình. Đặc biệt, David Harbour nói rằng tập 8 của mùa 3 sẽ là một tập cực kỳ bất ngờ và xúc động nhất từ trước tới nay. Stranger Things mùa 3 dự kiến sẽ lên sóng vào mùng 4 tháng 7. Chỉ với chưa đầy một tuần ra mắt, phiên bản live action của bộ phim hoạt hình Aladdin do Guy Ritchie đạo diễn đã nhanh chóng chiếm được danh hiệu ngôi vương phòng vé tại rất nhiều thị trường trên thế giới. Tại Bắc Mỹ, phiên bản reboot từ tác phẩm hoạt hình kinh điển của Disney này đã đạt được 112,7 triệu đô chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày. Doanh thu của bộ phim đã vượt xa dự tính của Disney khi nhà chuột chỉ đặt mốc 75-85 triệu đô sau 4 ngày công chiếu. Với con số trên, Aladdin đã trở thành một trong năm bộ phim có doanh thu ấn tượng nhất trong dịp lễ tưởng niệm liệt sĩ của Hoa Kỳ, cùng với những cái tên như Pirates of the Caribbean, At World's End, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, X-Men, The Last Stand và Fast and Furious 6. Bên cạnh đó, tại Trung Quốc, thị trường được coi là khó tính thuộc hàng nhất nhì thế giới. Bộ phim cũng đã có màn ra mắt chấp nhận được với 18,7 triệu đô. Theo nguồn tin từ Artisan Gateway, một trang tin điện ảnh của châu Á, thì Aladdin đã xoán ngôi Pokemon Detective Pikachu để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tuần tại phòng vé. Còn tại các cụm rạp ở Việt Nam, đây chắc chắn là bộ phim hấp dẫn nhất tuần qua khi thu về gần 34 tỷ đồng cùng những lời có cánh của khán giả dành cho bộ phim. Hiện tại, bộ phim đã nhận được số điểm là 7,4 trên 10 tại IMDb và 94% tại Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt ở đây là trái ngược với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, thì giới phê bình dường như không quá mặn mà với phiên bản live action của bộ phim khi chỉ chấm 58%. Vậy ý kiến các bạn về Aladdin là gì vậy? Các bạn đồng ý với quan điểm của các nhà phê bình hay cảm thấy bộ phim này đã hoàn thành tốt, thậm chí là vượt xa kỳ vọng của khán giả? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết cảm nhận của các bạn về Aladdin trên website của phim nhé. Cuối cùng, hãy cùng mình đến với bảng xếp hạng phim cuối tuần vừa rồi tại Bắc Mỹ và tại Việt Nam để biết được năm bộ phim nào đang thành công nhất ở mỗi bảng. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với bảng xếp hạng ở Bắc Mỹ. Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng Bắc Mỹ tuần này là Brightburn, một sự kết hợp mới giữa đạo diễn James Gunn và Kenneth Hoang với 7,8 triệu đô. Đáng tiếc, khán giả Việt Nam lại không có cơ hội được thưởng thức bộ phim siêu anh hùng kinh dị Mỹ này. Trong tuần này, Pokemon Detective Pikachu đã tụt một hạng so với tuần trước đó, rơi xuống vị trí thứ tư với 13,4 triệu đô thu về. Sau 5 tuần công chiếu, Avengers Endgame vẫn trụ vững trong top 3 dù có sự sụt giảm đáng kể về doanh thu, chỉ bỏ túi 17,2 triệu đô. Áo quân tuần này thuộc về John Wick khi siêu sát thủ chỉ thu về 24,5 triệu đô vào cuối tuần vừa rồi. Phê phim chúng mình đã có review về bộ phim này, các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Ngôi vị đầu bảng không ai khác là Aladdin, bộ phim đã xoán ngôi siêu sát thủ John Wick với 91 triệu đô chỉ trong tuần đầu ra mắt. Tại thị trường Việt Nam, Detective Pikachu thu về 1,97 tỷ đồng trong dịp cuối tuần vừa rồi. Với gần 5,5 tỷ đồng,
bộ phim Ma Mờ đến từ xứ sở Chùa Vàng, Ngôi Đền Kỳ Quái đã thu về gần 5,5 tỷ đồng trong tuần đầu công chiếu. Đứng ở vị trí thứ 3 là John Wick Chapter 3 Parabellum với 6,24 tỷ đồng. Doraemon, Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký đã trở thành bộ phim hấp dẫn thứ 2 tại thị trường Việt Nam, thu về xấp xỉ 8,6 tỷ đồng. Và vị trí số 1 của tuần vừa rồi trùng khớp với bảng xếp hạng Bắc Mỹ, bộ phim Aladdin thu về 24 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày công chiếu. Vậy là bảng xếp hạng vừa rồi cũng đã kết thúc video Phim News của ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim, hãy ấn nút subscribe, cú nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Mình là Linh, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.